Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin công đoàn của Báo Lao động. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin nổi bật trong tuần qua. Sau cơn bão số 3 Yagi, nhiều căn nhà của công nhân bị tốc mái hoàn toàn, chuồng chăn nuôi gia súc bị sụp đổ, cây nuôi trồng bị gãy đổ. Với số tiền lương eo hẹp, kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương này, bão số 3 đã làm tổn hại nghiêm trọng nguồn thu nhập thứ hai từ việc chăn nuôi trồng trọt của gia đình công nhân. Thấu hiểu nỗi khó khăn của công nhân, công đoàn đã vào cuộc giúp đỡ sau bão, tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp cần sự quan tâm dài lâu để họ sớm ổn định cuộc sống. Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội vừa tổ chức tiếp xúc cử tri với cán bộ đoàn viên công nhân lao động, đã có 24 ý kiến, kiến nghị của đoàn viên công nhân lao động gửi đến các đại biểu Quốc hội, trong đó có 7 ý kiến liên quan đến luật công đoàn sửa đổi và 8 ý kiến liên quan đến luật làm sửa đổi. Một số đại diện công đoàn cơ sở đề nghị nâng mức trợ cấp thất nghiệp từ 60% lên 75% nhằm đảm bảo cuộc sống cho người lao động sau khi mất việc làm, thất nghiệp. Theo Tổng cục Thống kê, trong quý 3 năm 2024, thu nhập bình quân lao động đạt 7,6 triệu đồng mỗi tháng, tăng 176.000 đồng so với quý trước. Thu nhập khu vực thành thị cao hơn 30% so với nông thôn, lần lượt là 9,3 triệu đồng so với 6,6 triệu đồng. Thu nhập quý 3 tăng chủ yếu do lương cơ sở khu vực công và lương tối thiểu vùng trong doanh nghiệp cùng điều chỉnh từ ngày 1 tháng 7. Tổng cục Thống kê ghi nhận lao động một số địa phương có tốc độ tăng thu nhập cao hơn so với quý 2 như Hà Nội, Nam Định cùng một số tỉnh thành khác. Nghị định 77 năm 2024 điều chỉnh mức trợ cấp người có công với cách mạng từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng. Tuy nhiên, theo ghi nhận, một số người có công vẫn chưa nhận được mức trợ cấp mới. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho hay, việc điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Tuy vậy, vì đây theo luật ngân sách nên việc điều chỉnh này phải bố trí từ nguồn ngân sách trung ương, chính phủ phải trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 10 này. Do vậy, sau khi Quốc hội thông qua, việc điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng sẽ được giải quyết. Kính thưa quý vị, với nhiều chủ trương thiết thực hiệu quả, Đồng Tháp không chỉ kết nối mà còn giúp người lao động hồi hương tìm kiếm việc làm có thu nhập ổn định. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Trở về quê Đồng Tháp sau khoảng thời gian chật vật tại Bình Dương, thông qua kết nối, anh Nguyễn Văn Lượng ở huyện Tháp 10 và làm việc tại bộ phận ủi, công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Phát Garments, công ty Đại Phát. Sau thời gian làm việc, anh Lượng hài lòng vì môi trường cởi mở, đồng nghiệp chan hòa và nhất là lãnh đạo doanh nghiệp thân thiện. Ở quê thì được gần cha gần mẹ và không có mướn nhà trọ, mình đi làm xong tăng ca mình có thể về nhà, mình sống về bên cái gia đình của mình. Có mâm cơm của cha mẹ rồi dọn ra, nó khác hẳn với cuộc sống ở trên Bình Dương. Cũng tại công ty này, chị Lê Thị Thảo Nhi vừa được nhận vào làm việc ở khâu đóng gói cách đây một tuần thông qua ứng dụng mạng xã hội mà Trung tâm Dịch vụ Việc làm kết nối. Lúc mà mình liên lạc, mình nhờ hỗ trợ thì chị ở bên phòng nhân sự rất là quan tâm và giới thiệu công việc. Rõ ràng khi mà mình nhận việc rồi thì chị vẫn gọi điện hỏi là làm ổn không và động viên mình cố gắng gắn bó lâu dài ở đây, tại vì công ty ở đây rất là tốt. Trả lương thời gian nhưng mà hưởng theo sản phẩm. Tức rằng là nếu để nâng đỡ những người mà họ chưa quen tay nghề á, thì mình trả lương thời gian để đảm bảo cái đời sống cho họ. Còn đối với những người đã có tay nghề hoặc là họ phấn đấu hơn nữa thì họ được hưởng hơn cái mức lương đó. Thì cái thu nhập những bạn mà đã lành nghề rồi thì rất là cao. Từ 10 triệu cho tới 15 triệu là chuyện bình thường. Đây là hai trong số hàng ngàn trường hợp người lao động Đồng Tháp hồi hương tìm thấy hạnh phúc ngay trên quê nhà sau khi tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh chính sách kết nối lao động. Trên cơ sở dự báo chuyên ngành gắn với thị trường tương lai, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Tháp định hướng nhiều khóa đào tạo ngành chiến lược cho đối tượng này. Kính thưa quý vị, trong mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay, có câu hỏi của bạn đọc gửi về cho chương trình như sau: tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội của chủ doanh nghiệp gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động. Vậy những hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội của chủ doanh nghiệp sẽ bị chế tài như thế nào theo luật bảo hiểm xã hội năm 2024? Sau đây, luật sư Nguyễn Văn Hậu, chủ nhiệm cơ quan truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ giúp chúng ta giải đáp câu hỏi của bạn đọc. Chủ doanh nghiệp sẽ bị bắt buộc đóng đủ cái số tiền chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và nộp số tiền bằng 0,03% trên một ngày tính trên cái số tiền bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp chậm đóng, trốn đóng và cái số ngày chậm đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Riêng
hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, thì thưa các bạn, tùy theo mức độ nghiêm trọng, người đó có thể bị xem xét, xử lý hình sự. Cảm ơn những giải đáp vừa rồi của luật sư Nguyễn Văn Hậu. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận câu hỏi của bạn đọc qua hộp thư tòa soạn a.laodong.com.vn. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.